khoái tu. Chứ bà con tu thời gian mà nghèo lát mùng tơi ông nội tôi không dám tu nữa. Thấy gì không? Cho nên từ chỗ đó mà Đức Thầy mới cho biết là tu ở cầu yên nước lời nhà, cứu quyền thất tổ diêm la thoát hình, tu cầu Phật qua tánh tình lưỡi mê, khỏi buộc nhẹ mình tiêu dao, tu cầu cửa Phật đặng vào gót sen, thông thả chiếc bao thanh nhàn. Như vậy thì bây giờ tôi chỉ con đường làm giàu cho bà con nha. Cái này là trong là coi như là con trong nhà, là anh em trong nhà mới chỉ nha. Chứ thiệt ra tôi nói thương nhau cho vàng ai chỉ đàn đi buôn. Mà quý vị Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Thầy, kính thưa cô Tám, trưởng ban chi sự của xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Kính thưa quý ông bà cùng toàn cả cô bác anh chị em có mặt trong ngày niệm Phật hôm nay. Kính thưa quý vị, thì cái duyên mà tôi về đây lần thứ hai trong năm nay, chẳng qua là cô Tám dần ở trong ban nghị sự đây và cổ độc thân làm tu sĩ. Chứ thật ra nếu cổ có gia đình đó thì nói chung là không có lo cho bà con nhiều đâu, là bởi vì nếu cô Tám có chồng thì phải lo cho chồng, lo cho con, đâu có thời gian lo cho bà con. Vì vậy mà cô ở cái vùng xa xứ đạo mà cô gặp được cái đạo Phật giáo Hòa Hảo, cho nên cô thấy rằng cái vấn đề đi vào cái dòng đời có chồng có con, không biết mình nói chung là có được hạnh phúc hay đau khổ, nhưng mà có hạnh phúc á thì cuối cùng rồi cũng chết, mà có đau khổ á thì nó mau chết hơn. Cho nên từ chỗ đó mà cô suy nghĩ thôi, hai con đường này không có con đường nào chắc ăn hết, thôi đi tu cho chắc ăn, thấy không? Cho nên vậy mà giờ cổ đi tu, cho nên vậy mà quăng cuộc đời con gái son trẻ, không mơ mộng gì vấn đề tình yêu chồng vợ, không có vấn đề tạo ra con để xây dựng tương lai. Mà nói vậy mà cô đang xây dựng một tương lai lớn hơn nữa quý vị. Bây giờ cô Tám dần đây, nếu trường hợp mà trong kiếp này cô hy sinh đó, hết trọn cái đời kỳ này, mà nếu kỳ này mà nếu cô chết mà cô không về trên tiên cô ở đó thì cô không có làm đâu. Cô hy sinh mấy chục năm nay đó là cô cũng hy vọng ngày mai mình lên cõi trên ở. Cho nên quý vị mình, Đức Thầy mới căn dặn mình là muốn lên tiên được cảnh tiên, nấc thang vinh hạnh Thầy riêng cho mình. Có nghĩa là Thầy nói bây giờ cái lần này đó, bà con được đầu thai làm người lần này, nếu ai lên tiên thì Đức Thầy đưa là về cõi tiên, mà ai về cõi thần thì Thầy đưa về cõi thần, mà ai muốn thành Phật thì Đức Thầy đưa về cõi Phật luôn. Chứ quý vị mình nói giờ muốn mà đâu được, mà kỳ này có Đức Thầy mình đưa mới về. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì hôm nay vì vấn đề cô Tám trong gia đình là bị gì, cổ ước mộng rằng ngày mai cuộc đời của mình khi hết kiếp kỳ này là về cõi trên. Cho nên quý vị mình thử nghĩ, cái cõi này sướng không bà con? Cho nên ngồi trước mặt tôi đi, chắc không ông nào sướng rồi, không có bà nào sướng hết. Từ cái ngày mà gặp ông chồng, đẻ ra cái đàn ông nội nuôi thấy ông cố luôn, không thấy người nào sướng hết, không thấy người nào vui hết. Cho nên vậy quý vị mình bữa nay đó, đáng lý ra thì tôi rất là cảm tình đối với cái vùng này. Bởi vì cái vùng mà sâu xa bà con mình qua đây đó, là tôi phải qua cái nhiều cái đoạn đường eo co quanh khúc, mà cái nhà Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ tôi đó, mà thấy bà con đó ở cái vùng sâu xa chừng nào, nghèo khổ chừng nào thì cái Mạnh Thường Quân người ta mới cho mạnh. Là bởi vì quý vị mình thử nghĩ coi, cái ông mà bác sĩ đó, là ông lợi cái nhà nào đó, cái nhà đó có đau đó mới giá trị. Chứ cái nhà mạnh mà ông bác sĩ lợi đó là nói chung ta đủ gì à. Còn bà con đang đói đó
mà ông nào cho gạo ăn á, cái đó mới kết quả. Chứ mấy nhà giàu giờ bà con lại cho gạo, nói chung là người ta đuổi mình về đó. Tôi nói ông khi tôi hả, tôi dư gạo ăn mà không cho, thấy không? Cho nên vậy bữa nay đó là cô 8 giờ ra, cái điều kiện nó cũng hơi gắt, là tôi nói cho 2 tấn gạo là 200 phần, thì trong đó có niệm Phật, có người nghèo có. Mà sớm giờ tôi ngồi đó, cô nói cái người niệm Phật mới được nghe. Cho nên vậy mà cái kỹ thực hơi gắt. Cho nên tôi nói thôi bà con bây giờ nó vô ngồi niệm Phật đi. Mà nếu trường hợp mà xong cái khóa niệm Phật này đó mà cô 8 giờ không cho nó, tôi cũng cho. Tôi bán cái xe tôi trước tôi cho luôn. Cái thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây đó, bà con thử nghĩ coi cái vấn đề niệm Phật có lợi cho bà con mà tôi phải năn nỉ. Là tại sao? Là bị gì á? Bà con ở trên vùng An Giang hoặc cái vùng ở Thốt Nốt Cần Thơ đó, người ta nhờ niệm Phật mà người nào lấy cái mặt bây giờ nó đẹp sắc chân luôn. Bị gì cái nhà nào mà lo chữ lộn cái mặt nhân đồng à? Mà cái người niệm Phật cái mặt sắc chân à? Bị gì niệm Phật không lẽ không tráng, hay không? Cho nên vậy mà cái thứ nhất là niệm Phật cái Phật sắc chân à. Cái thứ hai là niệm Phật cái hết bệnh. Quý vị mình có nghe mấy cái clip mà tôi quay lên không? Là cái bà mà bẻ đầu dế ở ngoài là Hoằng Pháp đó. Bà ngắt đầu dế 7 năm vậy, cho nên vậy nuôi con 7 năm nữa, sau này bà lắc nha. Bà lắc tối ngày sáng đêm luôn. Mà nhờ cái vấn đề ra chùa Hoằng Pháp quy rồi bà niệm Phật ròng rã mấy năm luôn, tự nhiên bà hết. Là bị mấy con dế theo đòi. Mà nhờ bà niệm Phật cho nên mấy con dế đi chỗ khác cũng tản cư. Bị nghe niệm Phật cho nên dế đâu lại đòi nữa. Cho nên vậy mà bà nhờ Đức Thầy cho biết là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy ước lại non bồng. Cho nên vậy quý vị mình có nghe cái clip đó mà Phật Pháp Nhiệm Màu á, ở ngoài Vũng Tàu kể lại cái chuyện mà bà lắc cái đầu á. Bây giờ gần đây là cái vấn đề tôi quay là cô Diệu Nhẫn đẹp lắm, có năm nay 50 tuổi mà đẹp giống như ba mấy tuổi vậy. Mà bữa nay không có cổ đi đây, cách đây khoảng mười mấy năm á, cổ bị ung thư ruột. Nên vậy bác sĩ nói thôi giờ về chôn đi, ung thư ruột nói chung khó cứu lắm. Cho nên vậy mà cô ta về niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật 2 năm. Lên bác sĩ nói chung khám không còn ung thư ung éo gì trơn, rồi để ruột đem vô. Rồi mang trong lúc mà ung thư ruột nó mang thai đứa con. Rồi cái vấn đề niệm Phật hết bệnh để ruột vô đẻ được đứa con. Bây giờ đứa con nó đẹp, nó hiếu vô cùng luôn. Cho nên vậy quý vị mình thấy là ở đây Đức Thầy nói là không có chật lâu. Cho nên Đức Thầy mới nói là tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xa Phật ban phép lành. Cho nên bà con mình đang ngồi đây nè, tôi giới thiệu ông Tư bên Khánh Hội đó, ông chuẩn bị bóng nguyệt, mới giới thiệu không mà bây giờ cứng ngắc bệnh chân á. Tôi nói bây giờ bà con cứ niệm Phật đi, tôi cho ông ở đây tới chiều. Cho nên vậy quý vị mình không qua nghe niệm Phật đó là coi như là không nghe nói đạo, mà tôi cho ông nghỉ à. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ niệm Phật á là coi như bệnh tật tiêu tan. Quý vị mình trong cái hậu trường này, nếu trường hợp mà bà con nào mà niệm mà nhức giò đó ha, bà con mà niệm ngày niệm đêm mà còn nhức giò đó, tôi thế cái giò tôi cho. Là bởi vì bà con lo niệm Phật không quên cái vụ cái giò nhất, phải không? Tại vì bà con còn nhớ cái giò cho nên nó nhất. Mà niệm nó quên cái giò đâu, nó nhất cậy cha nó chứ đâu quan hệ cho mình đâu, phải không? Cho nên vậy mà quý vị mình á, cái này nói chơi nhưng mà thiệt lắm. Quý vị niệm đến cái giai đoạn nhất tâm mà không còn nghĩ đến mình là của mình nữa, là tự nhiên có bệnh gì tiêu hết. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ hôm nay đó tôi về ở đây cái xứ này, nói chung là tôi cũng về, định về nhiều lần nữa. Nhưng mà trong nội bộ đó quý vị, không biết anh buồn mình phiền sao. Anh nói anh về, nói chung là tôi không muốn anh về. Cho nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ. Như vậy thì bây giờ tôi về đây, mỗi một lần tôi về đây đó là tôi phải chạy mấy trăm cây số về tới đây. Mà tôi phải đi năn nỉ mạnh thường quân á, các nơi đó rồi tôi năn nỉ còn hơn tôi đi cho quý vị mình đây. Bởi vì tôi làm giảng viên mấy chục năm nay đâu có tiền của gì đâu, tôi nhờ cái miệng. Bị tôi không chữ lộn lâu năm nên tôi nói đạo, nên cái miệng tôi đi xin người ta cho. Chứ còn tôi chữ người ta rồi tôi đi xin cho. Cho nên vậy tôi cũng đi xin người ta chẳng ăn chăn quấn đi. Cho nên vậy mà quý vị mình á, qua cái ngày gần tháng 7 năm nay đó, là nói chung là ở Khánh Hội á, là tôi trợ duyên một tháng á, một tấn gạo.
cách một tháng làm tấn gạo tôi với năm lù. Mà chuyến này gần tháng 7 tôi không cho bển hột nào hết. Nhưng mà tôi không phải tôi ghét cái bển, vì tôi biết tôi không cho nhưng có người khác cho. Cho nên vậy tôi không cho, cho nên anh lôi năm lù anh nói giờ con cái tôi á, nó bán, nó thay tôi bán vật tư nông nghiệp. Mà bây giờ nó giàu quá, mà cái ngày thường nó không làm từ thiện đó, cho nên vậy mà đợi gặp tháng 7 mới làm. Cái tôi hỏi ảnh trước rồi, anh nói anh về bên Khánh Hội Tấn Ngữ, anh về ở bên là chợ hội bên Tấn nữa, hai Tấn Ngữ. Cho nên vậy quý vị mình thử nghĩ coi, tôi không làm người khác làm, cho nên vậy mà tôi mừng. Vì vậy thì quý vị mình tôi đi chở theo ông đây, 70 tuổi rồi, cũng Việt Kiều. Ổng này coi như ổng tu theo Phật, theo Thầy năm nay mấy chục năm rồi. Ông nói mấy bữa trước ông cho gạch giá đó, mỗi cái thiệp, 100 ngàn, nó đè hai ông bà ta là trời lên không nổi. Bị nó nghe tiền ở ngoài, nó phóng vô, nó phóng giống như máy bay bổ bùm. Trời ơi, vậy bữa nay ông đi theo tôi cũng mừng quá. Nó cho theo anh, cho theo chú, cho tử tế đàng hoàng, cho nên vậy mà. Vì vậy mà ở bển á, là 150 phần. Rồi ông Bỉ Nguân, trưởng ban sự bển, ông quần sao được 50. Rồi tôi với anh này tới thì ông nói giờ qua ta niệm Phật bây giờ tới 280 người đâu. Cho nên vậy mà thiếu 800 kg gạo với 800 gói mì. Cái ông Dư Kiều ông nói cái chuyện mà Dư Kiều nói 800 kg gạo thôi, ông bình thường, ông nói tôi. Cho nên vậy mà hên quá, cho nên ở bển bây giờ 280 người niệm Phật, người nào cũng có hết. Cho nên vậy mà Đức ông Ba cho biết đó, là niệm Phật là coi như có chư thần ủng hộ. Cho nên ông Ba cho biết là niệm Phật có 4 thần linh thường thường ủng hộ bên mình mau khang. Hoặc là ông Ba ông nói niệm Phật đừng lo đói lo no, bằng lòng niệm Phật Phật lo cho mình. Cho nên 80 người ngày qua nếu không có ba cái gạo của ông Việt Kiều này tôi thất bại rồi, vì người ta tới đây người ta đói thấy ông nội. Cho nên nếu nghe niệm Phật có gạo ăn mà năm nay 200 người kia có gạo, tôi về không ngơ chết nổ tôi rồi. Cho nên vậy mà ngày qua nói chung xét tới xét luôn, người nào niệm Phật cũng có gạo hết. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như thì bây giờ tôi dồn hết vô đây là tại vì tôi thấy cô 8 giờ suốt cái mùa dịch vừa rồi đó nấu cơm cho luôn hết cái huyện này luôn. Cho nên vậy mà cái khu nào bị cách ly thiếu là lại đây xin là cô cho. Cho nên vậy mà cái dùng ở Cà Mau mà có một con người hy sinh như thế khó có. Cho nên vậy mà nếu trường hợp mà hôm nay qua cái mùa dịch rồi mà cô vẫn duy trì cái bếp cơm để cho bà con mình nữa là cái chuyện này hiếm lắm. Cho nên vậy mà tôi tỉnh tôi nấu thuốc ba bài của Đức Thầy, tôi chạy khắp mấy 4 vùng kiến thịnh tôi cho. Mà cái này tôi nấu tôi không cho, tôi cho không người nào xin cho. Tôi hỏi sao mà ba bài thuốc Đức Thầy, 3 năm lá cây Đức Thầy hay lắm sao mấy cha không xin. Cái này hết dịch ông nội ơi xin chi. Cho nên vậy mà qua cái vụ dịch rồi mà còn nấu cái này mấy anh hùng quý vị. Cho nên vậy mà trên tôi có nhiều bữa cơm từ thiện đó, cho mà ế bị dùng rảnh người ta khá không ai lại ăn cơm từ thiện có kỳ. Mà ở đây tôi thấy bà con lại xin ào ào gì đó. Cho nên cô Tám cô nấu hoài, nói chung là tôi rất tán thành. Thứ nhất là cho suốt mùa dịch, tất cả cơ quan, các xã ở đây thiếu thốn, vấn đề gì cho hết. Cô nói tôi sớm giờ sáng mấy anh em đi bảo vệ môi trường đó, đi làm cỏ theo dọc đường trồng cây xanh này kia cũng xin 5-10 hộp, 20 hộp. Rồi cái ông đi cột điện, ông cấm, nếu ông muốn ăn chay, ông muốn ăn cơm từ thiện, ông vô xin cũng cho, nói chung 5-10 hộp. Như vậy thì ở đây do cái tinh thần cô Tấm Dần nói chung là cao độ. Cho nên vậy mà tôi phải tiếp hơi, tôi phải tiếp hơi cổ chứ. Cái quý vị mình thử nghĩ coi đó, là xăng xe tới chạy nhờ xăng, mà nó chạy xe nó chạy hoài mà bây giờ hết xăng không có người đổ sao lấy gì xe chạy. Cô Tám này mạnh ai nó cho thời gian cổ bán luôn ban sự này luôn á. Chứ dùng thứ tiền đâu cho nữa. Cho nên vậy mà nhờ mấy anh em mới dùng cho anh tiếp hơi. Cho nên vậy mà kỳ này đó tôi rót toàn bộ là 200 phần quà về cho cái xã Khánh Hội này. Cho nên vậy mà ở đây đó là anh em Mạnh Thường Quân á, bà con mình tới cái khóa niệm Phật đó mà có niệm Phật cho gạo đó, cao Mạnh Thường Quân ông mạnh dạng ông cho. Là bị gì quý vị, mình bữa nay là mấy cái cô mà nãy lại tới sau đó nhau mà cô Tám chưa cho phiếu đó, tôi nói vô niệm Phật đi, không có tôi cho. Cho nên vậy quý vị mình thử nghĩ coi đó, là cái vấn đề Mạnh Thường Quân yêu cầu mình có niệm Phật mới cho là lý do là sao.
Cho nên mấy cô ở ngoài nếu có bao lô có đừng mít, đừng là đừng mít lòng tôi nghe. Nếu kỳ này đó ông đạo ba dùng trên đó, mình có biết ngồi niệm Phật đâu mà ông kêu niệm Phật, cho nên ngồi nghe ông nói chuyện đạo, cho nên kỳ này bao lô nghỉ, hay không? Cho nên vậy mà có niệm Phật có lợi cho bà con. Cái thứ hai đó, bây giờ vấn đề đó chồng vợ mà cái vấn đề đồng lòng tác biển đông cũng cạn, vợ chồng đồng lòng thì nói chung là xây dựng nên cửa nhà đồ sộ tiền tỷ như chơi à. Cho nên ta nói vợ chồng đồng lòng tác biển đông cũng cạn, mà vợ chồng không đồng lòng cái mương lạng không khô. Cho nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ, nếu trường hợp cái người ở đây mà niệm Phật á, chuyện này thôi bây giờ tôi cũng niệm Phật rồi, chuyện này về ông chồng mà không có chữ tôi nhịn không, bị hồi đó giờ không nhịn á là quýnh lộn. Mà nếu ông chồng chữ mà chữ lại quýnh lộn, quýnh lộn thì nói chung là nghỉ làm ba bữa, dùng thứ thằng chồng đang quýnh vợ lộn với vợ, vợ dẫn ba ngày không nấu cơm, còn chồng dẫn ba ngày không đi làm. Như vậy quý vị mình thử nghĩ coi khổ không. Cho nên vậy mà bây giờ bà con mình có biết ngồi niệm Phật đó là nhịn chồng. Cho nên vậy mà bây giờ thứ hai đó, mà cái ông mà vấn đề có ngồi niệm Phật đây đó, về là thương vợ. Vì vậy mà niệm Phật không lẽ chưởng vợ đánh vợ hoài. Cho nên không lẽ niệm Phật mà đi uống rượu về, con quỷ trong nhà đâu rồi, cơm nước nấu tao ăn chưa, mà gặp vợ hiền đó, gặp vợ dữ quỷ dương nào kêu tao đó, dùng thứ quỷ dương với quỷ sứ gặp nhau là đánh chưởng phép liền, quýnh với nhà cửa banh chành hết, phải không? Cho nên từ chỗ đó mà quý vị mình thử nghĩ, bữa nay nếu trường hợp bà con tới nhận quà mà có ngồi niệm Phật đó ha, là quý vị mình về nói chung là vợ nhịn chồng, chồng nhịn vợ. Mà quý vị mình thử nghĩ á, bây giờ cái tượng Phật Quan Âm ở dưới Bạc Liêu quý vị, bề cao nói chung là thua Vĩnh ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu có nhiều cái tượng Phật bề cao tới 40-50 mét à, mà ở dưới Bạc Liêu nó có 10 mấy mét à. Mà bây giờ ngày nào cũng cả mấy trăm người ta tới lại hết. Mấy cái ngày lễ mà mùng 19 tháng 9 tháng 2 chứ 18, 19 tháng 2 đó về mấy chục ngàn người. 19 tháng 6 đó, 18, 19 tháng 6 về mấy chục ngàn người. Một năm ba cái ngày lễ cúng mẹ Quan Âm ở dưới, ta về ta đặt đất luôn. Còn ngày 19 tháng 9 còn đông dữ tợn nữa. Mà quý vị mình thử nghĩ tại sao người ta lại mẹ Quan Âm không? Tại vì bà nhịn. Ở trên đời này, trong hội trường này có khi nào mà bà con nhịn được như mẹ Quan Âm không? Bà là con gái mà cái thị kính nó nói tôi ở với cái bà Ni Cô đó là đẻ ra đứa con này nè. Cho nên bà con mình trên đời này đấy, nếu trường hợp mà trừ ra là tu gần thành Phật mới nhịn thôi. Chứ còn nếu trường hợp như bà con mình ngồi hội trường đây là chịch cái quần xuống nè, bà nội ơi, ai ở với bà? Như vậy thì bà kia bông quê rồi, thấy không? Còn cái này đấy là bà nhịn chịu nuôi đứa con luôn. Cái tiếng thị phi nói chung nguyên cái vùng đó là nói là coi như là thị kính, ăn ở làm chú tiểu, ăn ở là nói chung là lăn lòn. Bây giờ ổng giả dạng nam nhi mới vô chùa tu được, người ta nghĩ là chú tiểu. Cho nên vậy quan ức mình nữ mà thành chú tiểu nam, quan ức là mình nữ mà ăn ở ai làm gì có con, mà nhịn chịu ôm cái nhịn chịu đó trong lòng. Nhưng mà ôm trong lòng không đúng nha quý vị. Cái người tu theo Phật đó, ai nó quấy mình rồi bỏ, cho nên mới thành Phật. Chứ còn nếu ôm cái đó trong lòng sao thành Phật được? Là bởi vì ông Phật là cái tâm từ bi, cái tâm vui vẻ, cái tâm xả bỏ hết. Cho nên Đức Thầy phải cho biết là ai chửi mắng thì ta giả điếc đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có chịu mang câu thù quán. Như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì mạnh thần quân giúp đỡ gạo, bắt buộc bà con phải tu. Tu là tu nó có lợi cho bà con. Chứ thiệt ra bây giờ ví dụ như trường hợp á, tôi đi phát gần 30 cái ban nhân sự, mà trước đây nhà nước mình đó, đối với mấy ông đạo là mấy ông ghét lắm. Mà từ cái ngày nhà nước ban hành cho cái đạo được tự do rồi, đạo với nhà nước gần gũi nhau để lo ít nước lợi dân. Cho nên giờ mấy ông khoái tôi nói chuyện hơn là cái người khác nói nữa, là tại vì tôi nói nó có lợi cho đất nước. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ bà con mình ở xứ Khánh Hội này muốn trở nên khá giả, thì bà con mình nghe tôi nói đây là theo cái đường lối của Đức Thầy dạy, mà cái dùng trên nó khá. Khá là tại vì 8 điều răn cấm của Đức Thầy dạy đó, nếu ai tu 8 điều răn cấm là thành Phật, nhưng mà tu 2 điều làm giàu. Cho nên bà con mình tu đây phá giàu không? Ai cũng phá giàu hết trơn chứ.
Cho nên vậy mà hồi nãy đó, tôi còn 25 cái, mà bên Khánh Hậu tôi cho 20 cái rồi, còn đây 5 cái à. Tôi nhín đâu tôi cho lén lén, tôi che lén lén mà bà này vô lén lén nói với bà kia. Ra xin hết 5 cái rồi, bây giờ kéo qua xin tôi nữa. Bởi nói bây giờ bà lại tôi cũng không có nữa, trên xe giờ hết trơn rồi. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây đó, bà con nghèo đến cái mức độ là bây giờ ở đây bữa nay tôi có 100 cái máy là bà con xin hết. Ở trên vùng trên bây giờ Hòa Hảo nói chung đó, họ có dư máy trong nhà mà họ còn xuất tiền ra mua cho người khác, bị tránh tay giao. Cho nên vậy mà mới đem xuống đây cho bà con nè. Cái thứ hai đó là bà con lãnh gạo. Cho nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ, bây giờ bà con trước khi tu đó, là mai mốt đây Đức Thầy về mở hội Long Hoa, nếu ai có ăn hiền ở lành vô hội Long Hoa sống thượng quan. Hoặc là bà con mình có chết đó mà nhớ Phật thì mừng niệm được vãng sanh về Cực Lạc. Nhưng mà trước tiên đó là Thầy dạy tín đồ hiện tại là phải cơm no ấm áo đó, rồi mới tính tới cái vụ mà về thượng quan, thượng hòa mới tính tới vụ thượng quan. Bây giờ bà con tu làm sao miễn trong nhà mình mà đủ ăn tới dư đó, bà con mình phái mới tu, phái tu. Chứ bà con tu thời gian mà nghèo lát mùng tơi, ông nội tôi không dám tu nữa, thấy gì không? Cho nên từ chỗ đó mà Đức Thầy mới cho biết là tu ở cầu yên nước lời nhà, cứu quyền thất tổ diêm la thoát hình, tu cầu Phật qua tánh tình lưỡi mê, khỏi buộc nhẹ mình tiêu dao, tu cầu cửa Phật đặng vào gót sen thông thá chiếc bao thanh nhàn. Như vậy thì bây giờ tôi chỉ con đường làm giàu cho bà con nha. Cái này là trong là coi như là con trong nhà, là anh em trong nhà mới chỉ nha. Chứ thiệt ra ta nói thương nhau cho vàng ai chỉ đàn đi buôn. Mà quý vị mình ở đây đó dùng ăn gian người ta giàu bà bá phát đó, là bà con biết sao không? Là vì Đức Thầy đó khuyên đừng xài phí xa qua, ăn cần ở kiệm đắng mà lo tu. Như vậy thì Hòa Hảo dùng trên đó là Đức Thầy dặn nè, chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bờ theo đàn điếm, hãy giữ cho tròn lương lý tam can ngũ thường. Cho nên vậy quý vị mình bây giờ trong hội đường này nè, mấy cô gái còn trà ba bốn đứa con ở ngoài kia đó, gặp ông chồng uống rượu giàu nổi không? Mà có 200 ngàn, mà chiều nó nhậu có 250 rồi, ông nội tôi mà giàu á. Cho nên vậy nó mần riết rồi quýnh lộn tối ngày luôn. Cha bớt uống rượu lại, cha mận nhiêu cho nhậu hết, rồi tiền đâu nuôi con ông nội. Nó bị gì tao ghiền, chiều mà không có thần men vô nhà rồi nó không chịu, không có nổi. Uống vừa vừa chừa tiền nuôi con. Ông nội tao cũng tính uống 200, tao uống 50 thôi, mà tao nó ngứa trong mình rồi tao uống hết 200 là tao còn đông thêm 50 nữa. Cho nên từ chỗ đó quý vị mình thử nghĩ coi, nếu trường hợp ở trong cái hội trường này quý vị còn trẻ mà gặp ông chồng uống rượu rồi là nghèo mạt kiếp luôn. Bị gì vấn đề quý vị mình thử nghĩ không? Có ông nọ ra sửa sạn đi xịt lúa, cái ra khỏi nhà mang bình xịt, đi tới đi lui cái bắt đầu mấy ông ấy sớm bữa nay có ba cái vụ tôi chia về tao ký thịt nạ nhưng gấu phèo mày mới hết xịt, cho nên bữa nay có mồi bén. Cho nên vậy vô quốc ngày rồi nói chung là ngày sau mới xịt, rồi qua ngày sau cũng sửa sạn xách bình đi xịt nữa. Cái đằng kia nói bây giờ tao đó bữa nay đó trúng tôm, nên là chừa lại tôm thứ dữ không đó mấy ký lận, cho nên vậy nhậu bữa nữa. Cho nên bữa sau gặp tiệc nữa thì ba bữa sau nó ăn mẹ miếng lúa ruộng hết trơn rồi, thấy không? Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây nè, cái quý vị mình ở cái vùng này sở dĩ nghèo nó nghèo thêm là tại vì cái xứ này tôi có quay lên mà hai chồng của cô Tươi ở bên cả nước á, cái lúc thằng chồng mà nó nuôi tôm nó để cái canh rượu ở dưới có sẵn, cho nên chiều nào nó cũng kéo lên nó nhậu hết. Mà con vợ nó mà nó phụng sự cho thằng chồng này nè, nhậu một tháng 20 ngày là nó buồn nó đi Bình Dương luôn. Nó buồn đi Bình Dương luôn. Cho nên quý vị mình thử nghĩ coi, tôi hỏi gì chứ bữa hôm tôi quay phim hai chồng tôi hỏi uống nhiều không cơ con. Nó không biết nhiều không chú ba, tôi rửa chén mà tôi làm màu nhậu mà biết cái tay tôi thúng móng tay cho người chú biết rồi đó. Cho nên quý vị mình thử nghĩ coi cái vấn đề ông chồng nhậu kiểu đó sao giàu nổi quý vị. Cho nên vậy mà cô ta đi Sài Gòn, đi Bình Dương làm nhưng mà cô ta vẫn còn chung thủy với chồng. Có nghĩa đi trên đó ăn chay trường, rồi vấn đề bố thí cứu đời, rồi vấn đề cúng lại sớm chiều để cầu nguyện cho ông chồng quay đầu.
Cho nên vậy mà ông anh ruột của thằng đó á, nó tên thằng Tươi, nó tên Xuân. Cho nên vậy mà 10 năm về trước mà đi núi đó, mới cho tiền nó đi núi. Đi chở thì sao không biết, mấy ông đạo nói về bỏ rượu. Bỏ rượu rồi bắt đầu ra ha, là ăn hiền ở lành, bắt đầu mới có giật vài tháng, bắt đầu đi lên tìm con vợ. Lên tới đó vợ thấy hết hồn rồi, nó ông đi đâu đây. Dẫn chồng sách gói ra đi, chồng theo năn nỉ quay qua ly trở về. Cô ta biết ông chồng tên năn nỉ sao không? Nó anh mình đó anh không có gặp cái đạo, cho nên về anh sáng sỉnh chiều sai, anh biết anh làm cho em đau khổ. Bây giờ nhờ đi núi nghe mấy ông đạo thuyết trình, rượu là nó tai hại, nó làm cho gia đình tan nát, nó làm cho con cái nghèo nàn. Anh bây giờ giác ngộ ăn chay chuồng rồi, tu được gần mấy tháng em ơi. Cho nên vậy mà cô ta nói thiệt không anh? Cái ông nói thiệt mà. Cái bắt đầu ôm anh chồng anh, cái anh chồng ôm em. Cho nên hai chồng ở Bình Dương làm thợ hồ, dư được ra vài trăm triệu, đưa được 200 triệu cái hai thằng con á. Cái thằng con lúc trước là bấm điện thoại coi như là rầy nó chừng nào làm vùng nấy. Nó thấy cha mẹ tu ngon quay trở lại làm lương tháng 6 triệu, đưa má bốn, ba má 4 triệu về nhà tu đi, ở đây con làm. Cho nên vậy mà gia đình bây giờ hạnh phúc quý vị. Cho nên từ vô đó mà hôm nay đó, ở trên An Giang quý vị mình, nếu ai có cái đi lễ 18 tháng 5 vừa rồi, nguyên cái làng Hòa Hảo là người ta nhà nào cũng nhà cao cửa rộng, người ta trải chiếu sẵn để cho lòng đạo mình tới. Ai đi lễ Đức Thầy không có chỗ ngủ vô ngủ. Rồi ở trên đoạn đường mấy cây số đó là cháo rồi núng gơm rồi bún riêu rồi vấn đề sữa đậu nành rồi cà phê đá nước cam, ta đãi nguyên mấy cây số luôn. Cho nên vậy mà quý vị mình ta dưng cổ đèn chạy mấy chục kiếp là nói chung bông qua rộp trời luôn. Cho nên vậy mà ta kêu cái làng bố thí, cái làng miễn phí. Cho nên quý vị mình sở dĩ người ta được vậy là nhờ người ta tu theo thầy lâu năm, tu theo thầy lâu năm là người ta giàu. Cho nên quý vị mình thử nghĩ bây giờ nè, ở đây mà nghe tôi nói đi, 3 năm sau giàu. Bây giờ quý vị mình bây giờ nếu gia đình hai chồng bốn đứa con mà quý vị mình ăn tôm thịt cá đó ha, là sớm mơ tới chiều tốn 100 ngàn, cái đó là ăn dính dính đó. Mà quý vị mình ăn chay đó ha, là nói chung là sớm mơ tới chiều 20 ngàn. Quý vị mình biết 20 ngàn sao không? Bây giờ mua vài miếng tàu hũ dưới 1 ký là trậu bắp, quý vị nấu một cạnh chua đổ nước đầy nồi đi, ăn 3 ngày sau chưa hết, thấy không? Cho vậy quý vị mình thử nghĩ coi. Như vậy thì bây giờ ở đây đó, mình cho con, cho cháu nội, cháu ngoại mình đi học ngày có mấy ngàn không à, mà cuối năm nó lê ra bạc triệu vậy á. Như vậy thì quý vị mình ngày có 20 ngàn à, mà mần ngày vô chồng mần vô 200, bà vợ đi bán rau là ở chợ vô 100 đi. Cho nên vậy tôi nói vợ ngày bỏ 200 đi, tháng 6 triệu một năm cũng được 72 triệu. Như vậy thì bà con mình thử nghĩ coi, Hòa Hảo người ta tu quên đến có người tu 20 năm rồi, một năm 72 triệu. Như vậy thì 10 năm 720 triệu, 20 năm tỷ tư rồi. Cho nên quý vị mình thử nghĩ coi, như vậy thì Hòa Hảo ở trên đâu phải là cái vấn đề trên trời rơi xuống đâu, mà tại vì người ta tiết kiệm, thấy không? Cho nên vậy quý vị mình bây giờ cái miệng mình bớt cái miệng lại, mà gia đình mình dư mà bà con chịu không? Bây giờ bà con mình thử nghĩ thêm, gấp thịt heo quất vô cho đã không, quất thịt bò vô đã không, mà bên cạnh đó nó nói ăn giết nghèo, ăn giết nghèo, ăn giết nghèo. Cho nên ta nói tạ thật sân băng, ăn giết núi còn lỡ mà. Cho nên vậy mà quý vị mình bây giờ đó, nếu ăn rau với tàu hũ núng gơm đó mà chấm vô đó nuốt không chạy là bà con nói ăn cực khổ mà giàu, ăn cực khổ mà giàu. Cho nên vậy mà nuốt vô. Cho nên quý vị mình thử nghĩ coi, như vậy thì bây giờ ăn chay mà mình giàu mà chịu không? Cho nên vậy mà cực cái miệng chi nó đài cái thân, thấy chưa? Cho nên dùng cho anh sở dĩ là khá giàu là nhờ ta ăn chay. Cho nên tôi quen với thằng Tuấn ở bên Bắc An Hòa quý vị, nó đẹp trai vô cùng luôn, năm nay 50 tuổi, mình đẹp như thủ tướng rồi, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rồi, mà con vợ cũng đẹp luôn. Là bị gia đình ăn chay trường, nó mần cái xưởng tiện đôi khi cha con ngày vô 1 triệu bạc đó. Mà trong nhà nói chung thằng con với con dâu với đứa cháu nội, như thằng con út chưa có vợ với hai vợ chồng mà ăn ngày chưa tốn được 50 ngàn nữa, mà ngày đó xưởng tiện nó vô 1 triệu bạc rồi, 1 triệu bạc hả, nó có xài có 50 ngàn ha. Mà nếu trường hợp không tu hả, tướng Tuấn nó còn đẹp trai lắm quý vị,
tao chiều tao dài ba sĩ rồi tao quá lựa mấy cái quán bia coi có đứa nào hàng mới về không. Như vậy thì quý vị mình tự nghĩ coi, bán luôn cái nhà luôn không đủ luôn á. Cho nên vậy mà sao Đạt nói anh ba đi nói đạo gần tôi, nó có cái quán bia ở số 2 đó, cái thằng làm ruộng kế tôi nó ghé đó có 3 lần mà nó bán luôn chiếc máy cài với 25 cọc đất đó anh ba. Cho nên vậy mà Đức Thầy chú biết là tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đạp nhà tan cửa nát, lúc tận số nằm trơ một xác gẫm kim kiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai lại chẳng bước tiến đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt lo dung trồng cõi phước về sau, muốn trừ tham thế liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Cho nên quý vị mình bây giờ tôi nói tấm dần à, nếu cô ta là bị gì chót hy sinh cho xã hội, cho nên cái lò tàu hũ của cô đó, tôi nói vợ ngày lời 300.000 thôi, một tháng như vậy là 9 triệu, mà cố từ ngày tu tới giờ gần 20 năm rồi quý vị, như vậy thì 9 triệu một tháng tới 100 mấy triệu luôn, mà 10 năm là coi như là 10 năm là coi như 1 tỷ mấy đó, như vậy thì 20 năm là 2 tỷ mấy đó quý vị. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ, như vậy thì hôm nay Đức Thầy ra đời dạy đạo mình tu thành Phật, nhưng mà trước tiên là ông Hòa Hảo là phải giàu mới làm từ thiện được. Cho nên quý vị mình thử nghĩ à, tôi hôm ngày tôi cũng suy nghĩ đầu óc tới đuôi coi cái chỗ nào nó có dư xe để tôi xin về lấy chiếc xe chuyển bệnh. Quý vị mình chiếc xe 700 triệu thôi, mà ở đây bây giờ nếu trường hợp mà ở vùng trên không nhúng tay đó, 10 năm nữa chưa có chiếc xe chuyển bệnh. Mà nếu trường hợp ở trên nhúng tay xuống đó là quý vị 3 tháng sau có chiếc xe chuyển bệnh. Là lý do làm sao mà vấn đề dùng trên đó quý vị, một tháng một xã 3-4 chiếc xe chuyển bệnh, là bị nhà nào người ta cũng giàu hết. Cho nên vậy mà nhà nào cũng có tu hết, cho nên vận động mua xe chuyển bệnh là gia đình nào nghèo lắm là cũng phải 500.000, gia đình khá là coi như 5 triệu, cho nên đi vận động trong vòng 2-3 tháng cũng đủ. Mà cái vùng này quý vị mình thử nghĩ coi, ông chồng thì uống rượu, bà vợ quýnh xua đuôi, dư đâu mà dư mà không tu nữa, lần thứ lại nhà mình xin tiền đuổi ra gấp, ông nội ơi tôi không có vụ từ thiện đâu nghe. Cho nên vậy một là đủ đi, hai là không có tiền, làm gì có xe chuyển bệnh. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ hôm nay sở dĩ bà con sống cái vùng xa xứ đạo, nhờ cái vấn đề nhà nước ban cái tư cách pháp dân cho Phật giáo Hòa Hảo có cái đạo được phổ biến. Cho nên vậy mà giờ đây quý vị cái vùng này, nếu trường hợp bà con làm thử theo cái vấn đề mà Đức Thầy đã dạy đi, cho nên Đức Thầy cho biết là xưa nay sau chữ lạnh tanh chẳng ai chịu khó niệm thành thử coi, trì tâm thì quá ít thôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Như vậy thì bây giờ tôi nói bà con mình hay có cái câu là Hòa Hảo ăn tương hủ, bởi vì tương hột để trong hũ mà đập ngược lại tu hưởng. Ở trên tôi mà ông nào tu bây giờ hưởng hết, gia đình giàu sang hết. Cho nên vậy mà ở đây đó là Đức Thầy hứa với tín đồ á, ai mà tu theo Thầy đó mà nếu sau này mà không hạnh phúc đó thì Thầy không phải là ông Phật. Cho nên Đức Thầy mới nói là tu hành chẳng được đức ngân thì ta chẳng phải xác thân người đời, hoặc là tu hành không Phật thì tiên không dương thì ba cũng quyền công khanh. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây là bà con mình ở cái xứ này, bà con mình muốn cho cái cuộc sống là gia đình mình được yên ổn bình yên giàu có, và đóng góp với địa phương để làm công tác từ thiện lớn chuyện, thì bà con phải nghe theo cái lời dạy của Đức Thầy. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ bà con thử nghĩ coi, bây giờ cái ông tôi nói cái này là nói trước mắt nha, tôi nói đạo tôi hay nói cái chuyện thực tế lắm để cho bà con lấy đó mà đi theo. Cái ông Tư mà bây giờ đang bóng nguyệt bà con mình á, là ổng là cái xứ ổng ở xóm cách xóm nhà xứ chính á, ông bỏ cái nhà đi qua bên chợ Khánh Hội mình mướn cái nhà trọ ở hai ông bà đi đẩy mua phế liệu, mà bà 72 tuổi rồi mà già đi qua mua phế liệu sao nổi bà con. Mà hai ông bà bây giờ đẩy đi phế liệu, cho nên chiến núi vừa rồi bảy quân đi 50 người, tôi đi theo nói chuyện trên núi, hai ông bà ngồi kế tôi luôn suốt 2 đêm luôn,
Cái tôi hỏi hai ông bà: tu chưa? Đang chạy trường được 5-3 năm rồi chú ba. Tôi hỏi làm sao bây giờ gia đình ông như thế nào? Nó ở nhà trọ. Tôi hỏi cái nghề ông làm gì? Bán, mua bán phế liệu. Cái tôi thấy ông chiều nào ông cũng bấm huyệt mấy người đi núi đó. Cái tôi hỏi làm sao ông có biết nghề này hả? Ông nói biết mấy chục năm rồi. Cái tôi nói hồi đó giờ ông bấm ở đâu? Ông nói bấm lai gai ở nhà vậy đó, rồi bấm cho cái chùa Phước Thiện Cao Đài mà tháng trả lương tôi 2 triệu à. Cho nên vậy đôi khi mấy ông bạc đãi tôi nữa. Tôi nói bây giờ ông, tôi bốc ông đi liền, giống như biệt động mà bốc ông đi máy bay, bốc ông đi liền về nhà tôi. Tôi huấn luyện trong 2 tuần là cái vấn đề là về giấy tờ địa phương cho ông làm. Cho nên vậy mà tôi đưa về miệt thứ 1 của vị An Minh Bắc. Ông bấm mới 2 tuần thôi mà đồ ăn cho đến nỗi là ông đem cho người khác. Mấy đứa nhỏ mà ông bấm hết bệnh, rồi mấy người bấm hết bệnh đó hết. Đem ông lại nào là vài ký phai lang, vài ký phai mì, rồi vài buồn chuối. Ta là 20 bệnh nhân, nó đem lại 20 ông chất một cái bộ ngựa luôn. Cho nên vậy mà nghèo đi đẩy đồ ngủ mà mới tu có 2 cái tuần lễ thôi mà đồ ăn chất đầy bộ ngựa luôn. Cho nên quý vị mình á, sớm mơ tới chiều nó bổ túi ông á, móc ra được 500. Bị bấm quyệt mình hết bệnh cho 20 ngàn cái đó bình thường. Cho nên vậy mà tới chiều là ông có 500 trong túi. Cho nên vậy mà bây giờ đó, ông than ra bây giờ hai vợ chồng cái nhà trọ bển tháng chịu gửi. Mà đẩy thấy ông nội luôn, đôi khi đóng tiền nhà trọ không đủ. Hai ông bà khóc lên khóc xuống, không có cái nhà để thờ ông bà. Mà bây giờ cái nhà còn ở bên là Sáu Cách bển á. Tôi nói là anh em ba là và cộng đồng có hứa tôi rồi, nếu ông này có cái nền nhà là phải cất cho ông cấp tốc. Cho nên vậy mà hơi nữa chở ông về coi nền nhà, rồi tôi trong 3 tuần sau là phải có cái nhà cho ông nè. Rồi tôi kêu bà đi theo bấm quyệt luôn, là bà hứa giờ với ổng với tôi là đi theo ổng bấm quyệt luôn. Cho nên vậy mà hai ông bà này bây giờ nếu chịu bấm quyệt đó, là bị gì? Mình thiếu phước mình mới nghèo, thiếu phước con mình mới nghèo. Cho nên mấy người mà vấn đề con mà nó quậy đó ha, là mình thiếu đức. Cũng giống như ông vua mà trong nước tôi và thần nó lạng đó, nó khoảng đó là bị gì? Vua hôn quân vô đạo, cho nên tôi thần nó lạng. Còn làm cha mẹ mà con nghèo đó là mình thiếu đức. Quý vị công nhận tôi điều đó. Cho nên vậy mà ở đây đó, bởi ông bà kiếp trước có căn tu, ngày nay con cháu giống dù vinh giang. Cho nên vậy mà ông bà kiếp trước thiếu căn tu, ngày nay con cháu trong khu ngoài đồng. Quý vị mình tin tưởng phải không quý vị? Cho nên vậy mà bây giờ ở đây đó, như vậy thì làm cha mẹ muốn cho con hiền hiếu thảo là cha mẹ phải có đức. Cho nên vậy quý vị mình là nên ăn ở, cho nên cha mẹ là tu hành để đức cho con. Mà con gái lấy đức cha, con trai lấy đức mẹ nghe. Con gái mà giàu là ông cha mà làm phước tối đa đi quý vị, mà con gái còn nghèo quý vị lại đốt nhà tôi đi. Còn nếu trường hợp mà làm mẹ mà làm phước nhiều mà con trai nghèo quý vị lại đốt nhà tôi đi. Bị gì ông Thánh nói là không có xê. Con trai lấy đức mẹ, con gái lấy đức cha. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ là hai ông bà này từ đây về sau là không còn khổ nữa. Bây giờ là sửa sạn, là giải toán trả cái nhà phế liệu bên Khánh Hội đây. Là tôi chuẩn bị vận động mình thằng quân để cất cái nhà ổng trong nay mai đây. Mà hai ông bà tối ngày bấm huyệt ít nhất đó là 10 người. Mà 10 người cái vùng mà khá ở Sài Gòn, nếu tôi đưa lên tỉnh đó ha, 10 người là bỏ tốn 1 triệu. Quý vị mình khỏi đẩy đồ ngủ mà trị bệnh cho người ta lại vui mà lại có tiền nữa. Quý vị mình thấy hưởng liền không? Thấy không? Như vậy thì lại vì hai ông bà trước đây thiếu phước cho nên con nghèo, bây giờ đi Bình Dương không có đứa nào nuôi không hết. Tôi hỏi ông là bị gì, đứa nào cũng nghèo hết. Rồi bây giờ nếu trường hợp mà ông không gặp tôi mà ông đi làm phước á, thì ông ở cái nhà trọ ở Khánh Hội này ông ở là coi như 10 năm nữa không ai quan tâm tới. Cho nên cái thằng ở nhà giàu ở gần đó, nó nghe chủ nhà nói nặng nói bể nói nhẹ bả đó, hổng gài nó khóc. Nó nghe là anh em Mạnh Thường Quân sửa sạn cất cho ổng bả cái nhà, nói chung nó mừng quýnh hết chân luôn. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì hôm nay trong tất cả bà con đang ngồi đây, quý vị mình biết là tại sao vì vấn đề Phương Hằng ông mã nó có là 1.000 tỷ. Cái Đại Nam nếu bán ra là bây giờ mấy chục ngàn tỷ luôn, là sống tới 1.000 năm sau chưa hết tiền nữa, mà cổ đẹp như tiên luôn. Lý do là tại vì kiếp trước cổ có tu rồi, cho nên kiếp này cô ra đời cô hưởng, cô vừa đẹp mà có tiền nữa. Cho nên quý vị mình thấy không, như vậy thì tại sao mình sanh cái vùng nước mặn nghèo mà lại xấu nữa chứ, thấy không? Cho nên vậy mà ở đây đó
coi như bởi kiếp trước khổ bao bồ thí nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bón sen tham gian, kiếp sau đôi